Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Benmin Gaming. Thì ở trong video ngày hôm qua, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về dự án Fore, một nền tảng SocialFi dành riêng cho các dự án Web3 Gaming muốn xây dựng và phát triển trên đó. Nếu như các bạn chưa xem video này thì các bạn có thể vào kênh YouTube của Benmin Gaming và xem lại video ở ngay phần đầu tiên của kênh. Ok, còn trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký để tham gia whitelist của dự án cũng như là làm các nhiệm vụ để có cơ hội nhận được Airdrop từ dự án. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào phần chính trong video ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy là theo như thông tin của CryptoRank.io cung cấp thì Fore chính là một nền tảng video game kết nối với các dự án gaming ở trong blockchain và sẽ trao thưởng cho người dùng dựa trên các nhiệm vụ của họ ở trong từng dự án game. Hiện tại ở vòng funding round thì dự án đã huy động được hơn 11 triệu đô la và những cái tên dẫn đầu vòng bộ vốn này bao gồm BitGrey Ventures, Polygon Fund và đặc biệt trong đó có sự góp mặt của Animoca Brand. Ngoài ra thì sau khi Binance niêm yết thành công token Bingtham của dự án game Bingtham thì Fore chính là cái tên tiếp theo được cộng đồng săn đón và rất kỳ vọng trong thời gian tới. Không chỉ huy động được một số vốn khủng mà Fore còn có những đồng minh, những partner rất chất lượng. Trong đó chúng ta phải kể tới những cái tên như Riot Games, Griffin Gaming và Sona Innovation. Ngoài ra thì rất còn những cái tên nổi bật khác các bạn có thể tham khảo tại website của dự án. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký để tham gia whitelist của dự án. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào website của dự án và link website mình sẽ để mô tả ở dưới phần video này. Thì đây chính là giao diện website của Fore. Thì đầu tiên các bạn sẽ giúp mình ấn vào phần login ở phần phía bên trên bên tay phải màn hình của các bạn. Sau đó các bạn có thể login bằng tài khoản Google của mình. Thì ở đây mình đã đăng ký rồi thì mình sẽ login luôn. Đó, thì đây chính là giao diện nhiệm vụ các bạn sẽ cần phải làm để lên cấp. Ví dụ ở đây hiện tại thì mình vẫn đang ở level 1 và mình cần 180 điểm XP để có thể lên level 2. Và ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 nhiệm vụ chính để các bạn có thể làm. Thì để có thể hoàn thành được các nhiệm vụ này thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một tài khoản Steam, một tài khoản Discord, một ví Solana, một tài khoản Xbox, một tài khoản Twitter và một ví Ethereum để kết nối. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi đăng ký một tài khoản Steam để có thể bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ok, chúng ta sẽ sang một cấp khác và ấn vào Steam. Đây, chúng ta sẽ ấn vào tạo tài khoản Steam. Ở đây thì các bạn sẽ đăng ký bằng tài khoản email của các bạn nhé. Mình sẽ đăng ký bằng tài khoản email cá nhân của mình. Ok, tôi không phải là người máy. Những thao tác này thì các bạn sẽ thực hiện khá là nhanh. Xe hơi. Ok. Rồi các bạn sẽ ấn vào click vào đây, có nghĩa là chính sách này chỉ áp dụng cho những đối tượng trên 13 tuổi và các bạn cần ấn vào đây để họ xác minh. Sau khi đăng ký xong thì họ sẽ gửi đến tài khoản email của bạn một cái mail để xác minh. Thì các bạn bây giờ tiếp theo các bạn sẽ mở mail mình lên nhé. Ok, đây. Xác thực địa chỉ mail của tôi. Vui lòng quay lại trang tạo. Sau khi xác minh xong thì các bạn sẽ quay trở lại đây và để tạo tên username của mình. Mình sẽ là BBG Tony Hoàng. Chọn mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn sẽ đặt mật khẩu. Thì ở đây họ có gợi ý là mật khẩu bao gồm phải có chữ viết thường, một chữ cái in hoa và cả số. Sau đó các bạn xác minh lại mật khẩu của mình ở dưới phần này. Hoàn tất. Ok, save. Như vậy là mình đã tạo xong một tài khoản Steam rồi và bây giờ mình sẽ quay trở lại đây để kết nối với cả để kết nối tài khoản Fore với tài khoản Steam của mình. Ấn vào đây. Login with Steam. See connect. Ok, đấy, như vậy là mình đã đăng ký và kết nối xong với tài khoản Steam của mình rồi, rất dễ phải không anh em? Và các bước tiếp theo thì các bạn cũng sẽ thực hiện lần lượt như vậy. Sau khi kết nối xong với tài khoản Steam thì mình đã có 200 điểm XP ở đây thì các bạn có thể claim luôn để lên cấp. Ngoài ra thì sau khi kết nối xong với tài khoản Steam, họ có giao cho mình thêm một nhiệm vụ có nghĩa là đây, set your Steam profile to public, có nghĩa là các bạn cần phải set up lại cái profile của mình ở trên Steam
Và sau đó thì họ sẽ cộng thêm cho bạn 150 điểm XP vào trong tài khoản này. Đây, mình sẽ ấn claim. Ok, như vậy là mình đã claim xong 200 điểm XP vừa nãy có, và bây giờ mình đã lên level 2 và mình cần 196 điểm XP nữa để có thể lên level 3. Và sau khi các bạn thực hiện hết nhiệm vụ này thì họ sẽ cộng cho các bạn từng điểm tương ứng, tương xứng với từng nhiệm vụ. Thì tất nhiên là bằng các bạn hoàn thành càng nhiều những nhiệm vụ thì level các bạn càng cao. Và sau khi level các bạn càng cao thì các bạn càng có cơ hội để tham gia vào whitelist cũng như là nhận được Aerobe của dự án. Sau khi đó thì ở dưới này các bạn khám phá thì các bạn cũng sẽ thấy là đã có rất nhiều các dự án game đã kết nối và sử dụng cái nền tảng này để có thể build cho mình ở trên này. Thì trong đó thì có phải kể tới những cái tên như Genobet. Thì như Genobet thì Bang Bang Gaming cũng đã có những cái bài giới thiệu về Genobet. Đây cũng chính là một dự án theo dạng free to play và theo hình thức là move to earn ở trên mạng Solana. Thì các bạn có thể vào đây để tìm hiểu về dự án. Hay như ở đây cũng có rất nhiều các trò chơi khác như The Sandbox. The Sandbox thì chắc hẳn thì ai cũng đã biết về dự án này rồi. The Sandbox chính là một web 3 gaming theo dạng thế giới mở, theo dạng Metaverse. Nếu như các bạn đã từng chơi qua Minecraft thì sẽ không còn quá xa lạ gì với The Sandbox nữa. Hay tiếp theo có những dự án rất là nổi bật như Bixelmon này và Mojo Melee này, hay là Ember School này. Ok, vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản Foray và cách để tham gia các nhiệm vụ để có thể nhận whitelist cũng như là có cơ hội nhận được Aerobe từ dự án. Ngoài ra thì Foray sẽ cập nhật các nhiệm vụ hàng ngày, các bạn có thể đăng nhập và truy cập vào hàng ngày để có thể hoàn thiện các nhiệm vụ một cách daily. Hy vọng rằng với những hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được whitelist của dự án cũng như là nhận được Aerobe từ dự án. Còn video của mình thì đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.